Cặp đôi lười. Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, nằm giữa một thảo nguyên bao la, có một chàng trai tên là Hê-in, vô cùng lười biếng. Hằng ngày, chàng chỉ có mỗi việc là đi chăn dê. Trời đã tối rồi à, thôi phải về nhà thôi. Trời ơi, con dê đâu rồi? Ê, thì ra là mày ở đây. Thật chán vì ngày nào cũng phải đi chăn mày. Chăn một con dê hết năm này sang năm khác, ở ngoài đồng từ đầu xuân đến tận cuối thu. Đó đúng là một gánh nặng, một công việc vất vả. Ngủ một giấc mà cũng không yên. Mình cũng hay gặp cô gái này đi chăn dê. Hay là mình xin cưới cô ấy về làm vợ, để cô ấy đi chăn dê cho mình. Thế có phải là mình được sống những ngày tháng thảnh thơi hay sao? Nghĩ vậy nên chàng Hê-in đi theo cô gái về nhà. Và chàng quyết định một ngày gần nhất sẽ tới xin cưới cô gái. Mình đánh liều đi hỏi vợ chứ chắc gì họ dễ dàng gả con gái cho mình cơ chứ. Hả? Ôi trời ơi, bà có nghe thấy gì không? Cậu ấy muốn xin cưới con gái của chúng ta. Cậu muốn xin cưới con gái của tôi hả? Dạ, nếu hai bác có yêu cầu gì thì cứ nói cho cháu biết ạ. Cháu sẽ đáp ứng yêu cầu của hai bác. Không đâu, chúng tôi chả có yêu cầu gì cả. Chúng tôi đồng ý gả con bé cho cậu. Cũng chả cần phải tổ chức gì đâu. Cậu thấy hôm nào đẹp trời thì cứ mang con bé về thôi. Thật là may mắn quá. Cháu cảm ơn hai bác. Con cảm ơn bố mẹ vợ ạ. Hoàng lắm con rể của ta. May quá ông ơi. Tưởng rằng chả có ma nào dám cưới con gái nhà mình. Thế mà nay lại có chàng trai tới tận nhà xin cưới nó. Thật là mừng hết biết. Cậu ấy không biết là con gái chúng ta lười chảy thay ra. Trên đời này chắc không có đứa con gái nào mà lười như nó ấy bà. Vậy là chàng Hê-in đã lười, nay lại vớ phải cô vợ lười không kém. Cả hai tiếp tục đi chăn dê. Mặc cho lũ dê gặm cỏ, hai vợ chồng chàng Hê-in nằm khểnh dưới gốc cây. Chạy mau! Dê của hai người ăn hết lúa mạch của ta rồi. Chuyện gì thế? Dê nhà cháu đã làm gì ạ? Anh Hê-in ơi, tại sao ta lại tự làm khổ mình một cách vô cớ, làm cho mòn mỏi tuổi xuân của chúng ta như thế nhỉ? Em tính như thế này, ta đổi quách cho bác hàng xóm đôi dê, sáng nào cũng be be ôm sòm, làm mất cả giấc ngủ ngon lúc sớm. Lấy tổ ong của bác ta đi anh. Mình sẽ nuôi ong hả? Ta treo tổ ong ở sau nhà, nơi có nhiều nắng, rồi từ đó ta chẳng còn phải bận tâm lo lắng cái gì cả. Nuôi ong đâu có cần trông nom, mà cũng chẳng dẫn nó ra đồng. Ong bay đi khắp nơi rồi tự tìm lấy đường về. Ong cho ta mật ngon nè, mà không hề bắt ta nuôi dưỡng khó nhọc làm gì. Em nói có lý. Chúng ta có thể thực hiện ngay ý định của em mà không cần chần chừ gì nữa. Vì mật ong ăn ngon và bổ hơn sữa dê, để cũng được lâu hơn nữa. Vợ chồng mình thật là thông minh. Từ giờ đỡ phải đi chăn dê. Chúng ta sẽ tận hưởng một cuộc sống nhàn hạ. Đám ong làm việc rất chăm chỉ, hằng ngày đi lấy hoa làm mật. Chẳng mấy chốc mà tổ ong đã nặng trĩu những mật. Đặt lọ ở đây cho tiện. Vợ chồng mình chỉ việc năm là có thể bới được lọ mật và ăn. Sao em lại đặt chiếc gậy ở đó làm gì? Em phòng kẻ trộm vào nhà mình lấy mật. Nếu nó mà vào thì em chỉ cần với chiếc gậy này mà quật nó thôi, đỡ phải vậy. Vợ chồng mình tuy lười nhưng thật là thông minh. Mình ơi, vợ chồng mình đều thích ăn mật. Nếu mà ăn hết chỗ này á thì lấy gì mà ăn nữa.
Hay là còn một chút mật ong này, mình đem đổi lấy đôi ngỗng về nuôi đi. Ờ, trời ơi, ai mà nuôi được ngỗng chứ, vất vả lắm. Thế hay là vợ chồng mình sinh thêm đứa con để cho nó giúp mình nuôi ngỗng nha. Ê, không được đâu, nhỡ đâu đứa con đó nó cũng lười như chúng ta thì phải làm sao? Con của chúng ta không thể lười được, em sẽ rèn nó từ bé. Em sẽ rèn nó như thế nào? Nó mà lười á hả? Em sẽ đánh nó như thế này nè. Ôi trời ơi, vỡ lọ mật rồi. Chúng ta sẽ ăn cái gì trong những ngày tháng tới đây? Vậy là từ đó, hai vợ chồng chàng Hae-in hết luôn bệnh lười biếng. Họ phải đi chăn dê thuê cho những người hàng xóm và không được lơ là một phút nào. Nếu không, họ sẽ mất luôn công việc đi chăn dê và sẽ chẳng còn gì để ăn nữa. Đám cưới Hà Bá. Ta mới về nhậm chức ở phủ này, phải làm sao lập lại kỷ cương phép nước, làm cho nhân dân ai ai cũng yên vui, no ấm. Tri phủ đại nhân, tri phủ đại nhân ơi, xin cứu mạng con gái tôi. Tri phủ, xin ngài cứu mạng con gái tôi. Ơ kìa cụ, có việc gì thế ạ? Ngài có phải là tri phủ mới nhậm chức không? Đúng cụ ạ, tôi đây. Có chuyện gì mời cụ vào phủ rồi nói. Đa tạ đại nhân. Và đến thỉnh cầu đại nhân cứu con gái tôi. Con bé mới 16 tuổi nhưng sắp bị ném xuống sông rồi. Thưa cụ, tôi vẫn chưa hiểu, sao gọi là sắp bị ném xuống sông? Vậy là ngài chưa biết, ở vùng này có tục cưới vợ cho Hà Bá. Mỗi năm hội đồng bô lão sẽ chọn trong số các cô gái trẻ trong làng một người xinh đẹp nhất, ném xuống sông làm vợ Hà Bá. Sao lại có hủ tục tàn nhẫn như thế được? Vậy mà tục lệ ấy đã tiếp diễn ở vùng này cả trăm năm, không ai thay đổi được, ai chống lại đều bị trừng phạt rất man rợ. Tri phủ, xin ngài cứu mạng con gái tôi. Thật là một hủ tục tàn nhẫn. Cụ cứ yên tâm, việc này cứ để tôi lo, không thể để ai phải chết oan chết ức tiếp diễn nữa. Hôm nay tôi cho mời các cụ đến là muốn bàn với các cụ về lễ cưới vợ cho Hà Bá. Đại nhân không cho mời thì chúng tôi cũng đang định đến gặp ngài vì việc này. Lễ cưới của Hà Bá không thể thiếu tri phú đại nhân. Ngài sẽ là người chủ trì hôn lễ đó. Sao cơ? Tôi là chủ hôn à? Không không, thực ra hôm nay tôi cho mời các cụ đến là muốn bàn với các cụ xem xét lại việc này. Đây không phải là một tục lệ tốt đẹp gì, nó là một hủ tục cần phải được hủy bỏ. Hủy là hủy thế nào? Tục lệ ở đây cả mấy trăm năm, ngài nhập gia phải tùy tục chứ sao vừa đến đã đòi thay đổi phong tục của chúng tôi? Hà Bá mà nói giận thì sao? Xin các vị nghe ta nói hết đã. Vùng này chúng tôi sống gắn với sông nước, tôn thờ Hà Bá, tục lễ cưới vợ cho Hà Bá hàng năm, hồng để Hà Bá vui lòng mà ban lộc ban phước cho dân làm ăn sinh sống. Lễ cưới cũng có đủ ban bệ, người đứng đầu chính quyền, các bậc trưởng lão, bà mối. Người đứng đầu chính quyền ở đây chính là tri huyện đại nhân sẽ đứng ra chủ trì hôn lễ. Xin ngài hãy tôn trọng tục lệ của chúng tôi. Giờ tỷ ngày mai mời ngài ra bờ sông hành lễ. Xem ra không thể thuyết phục họ được rồi, vậy thì ta đành tham gia hôn lễ thôi. Đã đến giờ tỷ, mời tri phủ đại nhân bắt đầu tiến hành lễ cưới. Đưa cô gái cưới cho Hà Bá ra đây. Con ơi, con ơi. Sao lại chọn cho ngài Hà Bá một cô gái nhan sắc tầm thường như thế? Nếu ngài quở phạt thì sao? Cô này không được. Không được à? Sao lại không được? Là phải tìm người khác. Tìm người thế nào? Thế nào thì các vị phải đi hỏi ông Hà Bá chứ sao lại hỏi ta? Hỏi xem ông ấy thích người thế nào. Làm sao mà hỏi được ông ấy? Phiền cụ xuống hỏi ông ấy vậy. Người đâu, đưa vị này xuống gặp Hà Bá để hỏi ý ngài. Sao? Sao con? Cứu tôi với!
tôi không đi đâu. Thả, thả ta ra, cho ta lên. À, ông ấy không đi thì phiền ông vậy. Cái gì? Tôi... Thôi, ông ấy không đi thì để cụ đây thay thế. Không, không, đừng, không, không, đừng. Cụ là bô lão trong làng, không đi hỏi Hà Bá thì sao cưới vợ cho ngài ấy được. Thôi, thôi, không cưới xin gì nữa. Ông nói gì cơ? Tôi nói từ nay không cưới vợ cho Hà Bá nữa. Vậy bà con về thôi, từ nay Hà Bá ở đây không lấy vợ nữa rồi. Đội ơn quan tri phủ. Hoan hô, hoan hô. Vai diễn không báo trước. Bố đi, sáng mai chúng ta sẽ đến sớm để bố trí máy quay. Thử máy đi. Máy 1, 2, góc cao, báo cáo. Máy 1 xong, máy 2 xong, máy động báo cáo. Xong ạ, diễn viên vào vị trí chưa? Xong ạ, đúng 5 phút nữa nhà hàng mở cửa. Tất cả sẵn sàng, duy trì bộ đàm, tai nghe, phân đoạn xung đột bắt đầu. Bà máy sẵn sàng, diễn viên vào. Chào quý khách, đây là menu của nhà hàng, xin mời lựa chọn ạ. Đưa đây, trả đây. Mẹ, bảo anh đưa menu cho con. Mày đưa cho em ngay. Nói rồi không chịu nghe. Bồi bàn. Bồi bàn, bồi bàn đâu? Cho một gà nướng sốt cam, một bánh mì tỏi, một xin tố dâu, một mì trộn. Con gọi hộ mẹ mì rồi đó, gà là của con. Mẹ ơi, con cũng muốn ăn gà nướng. Mày có biết suất đó đắt lắm không hả? Mày đi làm thêm đi, rồi đưa tiền đây đã, khác được ăn. Mày đừng bao giờ so sánh với David, nó khác, mày khác. Cho mày ăn á, đi học là tốt lắm rồi. Hay muốn quay lại viện bảo trợ hả? Này, cô ta tệ quá nhỉ, con nuôi cũng là con mà. Thôi kệ đi, quan tâm làm gì. Tốt, hai mẹ con rời bàn đi. Đạo diễn, hình tốt chưa ạ? Đúng là tự nhiên bao giờ cũng đẹp nhất. Bắt được mấy cái biểu cảm của khách xung quanh rất sắc. Có đàn piano kìa con, ra chơi một bản đi, cho người ta lát mắt chơi. Được ạ. Bé con, cố gắng khóc thật đoạn này con nha. Chào chào. Cháu chào bà. Đạo diễn, hỏng rồi. Bà cụ bàn bên cạnh tự nhiên sang. Đạo diễn, có cần can thiệp không ạ? Cứ ghi hình đi, bắt cận các biểu cảm của bà cụ. Tôi linh cảm có chuyện hay sắp đến rồi. Cháu muốn ăn gà nướng sốt cam phải không? Qua bàn của ta, ta gọi cho cháu ăn. Không thưa bà, cháu... Mẹ cháu sẽ đánh cháu mất. Đừng sợ, cô ta cư xử thật tệ với cháu. Cô ta có thật là mẹ của cháu không? Cháu được mẹ nhận về nuôi từ viện bảo trợ. Cháu không muốn làm mẹ nổi giận. Mẹ sẽ trả cháu về viện mất bà ạ. Thật tệ bạc. Ta sẽ gọi món gà nướng cho cháu. Ta trả tiền, cháu đừng lo. Và ta sẽ gọi cảnh sát. Cháu hãy yên tâm, mọi người sẽ giúp cho cháu. Hay rồi, hai mẹ con về bàn đi. Bà cũng là nhân tố phát sinh, cứ thoải mái theo mạch nha. Này bà già, bà định gọi cảnh sát làm cái gì vậy? Chào cô, tôi ở bàn bên cạnh, vô tình nghe được câu chuyện của cô và bọn trẻ. Và tôi nghĩ mình không thể giữ im lặng được thêm nữa. Ăn đi con, bà về chỗ đi, đừng có xía vào chuyện của người khác. Đừng có đóng vai đứt mẹ ở đây. Nhận nuôi thằng bé, cô phải có trách nhiệm nuôi dưỡng và yêu thương nó như con đẻ chứ. Tại sao lại phân biệt đối xử như vậy? Tôi sẽ nhận nuôi nó, không thể để nó lớn lên trong một gia đình không ra gì như vậy. Mày lại bép xép gì thế hả? Nói cho bà hay, tôi chỉ nhận nuôi thằng bé này để lấy tiền trợ cấp của nó thôi, để cho con trai tôi được học trường cao cấp. Sao hả? Bà gọi cảnh sát đi, giỏi thì bắt tôi xem nào. Lễ Tân, gọi cảnh sát ngay cho tôi, có kẻ ngược đãi trẻ em, vi phạm quyền trẻ em và có hành vi lừa đảo. Từ giờ đến lúc cảnh sát tới, cháu hãy sang đây ngồi với bà, đừng có sợ. Mọi người sẽ bảo vệ cháu, bà sẽ đón cháu về nuôi. Cắt, diễn tốt lắm, kết phần đoạn cuối ở đây. Cảm ơn mọi người đã hỗ trợ trong phần đoạn quay cuối vừa rồi. Cảm ơn cụ đã đứng lên, thay vì im lặng như những người khác. Cảm ơn vì đã cho chúng tôi một đoạn kết bất ngờ và đầy ý nghĩa. Mọi người thấy đó, những điều tốt đẹp đâu phải chỉ có trên phim, đời thực có rất nhiều. Tôi chỉ là không thể chịu nổi khi nhìn ánh mắt như cầu cứu của thằng bé. Nó diễn quá đạt. Trời ạ,
Thật không nghĩ được là một cánh quay, tim của tôi sắp nổ tung ra đây này. Nè cháu trai, suýt chút nữa thì cháu đã về ở cùng với bà già này rồi đấy. Nếu có cảnh này diễn ra ngoài đời, tôi thật lòng mong sẽ có người làm những điều dũng cảm như bà đã làm hôm nay. Cảm ơn bà đã cho cánh làm phim chúng tôi thấy rằng vẫn còn có tình người giữa cuộc sống xô bồ này. Cảm ơn cụ. Cảm ơn cụ. Đôi mắt của ba. Con chào ba, con vào học nhé. Ừ, con gái, chiều về ba lại đón con nha. Ba ơi, ba. Sao ba lâu vậy? Dương ơi, chú đưa về nào. Dạ, thế ba cháu đâu? À, ba cháu bị tai nạn đó. Sao ạ? Chú bảo sao? Ba cháu bị tai nạn ư? Ừ, ba cháu đang trên đường đi làm về, bị một chiếc xe máy chạy ngược đường đâm vào. Nghe đâu bị thương ở đầu nặng lắm. Mẹ ơi, ba có làm sao không ạ? Hai người đến rồi đó à? Người nhà của bệnh nhân Trần Văn Lực đâu ạ? Dạ, có ạ. Chúng tôi vừa chụp X-quang và khám tổng quát cho anh nhà. Rất may, anh Lực không bị chấn thương sọ não. Tuy nhiên, vụ va chạm khá mạnh khiến đôi mắt anh bị tổn thương. Có thể là anh ấy sẽ không nhìn thấy gì nữa. Hả? Dương ơi, mẹ đi làm nha con. Chiều tối mẹ về, con xem ở nhà ba cần gì giúp ba nha. Vâng ạ. Mẹ con đi làm rồi à? Vâng, ba. Dương à, ba buồn quá. Từ hồi ba bị thế này, chả giúp gì được cho mẹ con cả. Sao ba lại nói vậy? Chỉ cần ba khỏe mạnh là mẹ con vui lắm rồi. Con gái của ba, ba thương mẹ con lắm. Ba ước gì mình có thể làm điều gì đó cho mẹ con của con. Ba ơi, hay là con sẽ là đôi mắt của ba nhé. Con nói vậy là sao? Đây rồi. Ba cầm lấy. Giờ ba nghĩ xem, ba muốn đi đâu, muốn làm gì, con sẽ chỉ đường cho ba. Con sẽ đưa ba đi. Con sẽ chỉ cho ba những thứ ba không nhìn thấy. Ừ. Dương ơi, Dương. À ha, chú Lâm. Chú có chút hoa quả đưa qua, con nhớ gọt cho ba con ăn nha. Dạ, cháu xin chú. Chú Lâm đó à. Chú cứ cho tôi nhiều thế này, tôi ngại lắm. Có đáng là bao đâu anh. Với lại, nay em lấy lương, khao anh luôn. Thế chú đi làm cái gì đó? Em chuyển hàng ở xưởng chế biến nông sản, gần thị trấn ấy. Nói là chuyển hàng cho ách chứ thật ra là bốc vác. Bốc hàng từ xe để vào kho, rồi từ kho vác lên xe. Con biết chỗ chú làm, chỗ đó cách trường con một đoạn. Chú Lâm à, hay là chú xin cho tôi vào làm với. Tôi còn khỏe lắm, ngồi một chỗ buồn tai, buồn chán quá. Ừ, nhưng mà mắt anh... Con chính là đôi mắt của ba con. Được rồi, để chú thử xin quản đốc xem sao nha. Nếu mà được, ngoài giờ học, Dương đưa ba ra kho nha. Chú Lâm mà xin chắc ba sẽ được đi làm đó ba. Ừ, nếu được đi làm, ba sẽ đỡ đần cho mẹ con chút ít. Nhưng mà như vậy thì thiệt thòi cho con gái của ba quá. Nửa ngày đi học, nửa ngày đi làm với ba, con sẽ mệt lắm đi. Ba đừng lo, con không mệt. Con chỉ lo cho ba mệt thôi. Vì ba phải làm nặng mà. Con chỉ mỗi đi lại lại thôi mà ba. Chú Lâm, con và ba đến rồi đây. Ừ. Hôm nay có chủ hàng này phải chuyển vào kho, em phải lên xe đưa hàng xuống. Còn anh sẽ chuyển hàng vào. Con nhớ chỗ chú dặn để ba để hàng xuống rồi chứ. Vâng,
con nhớ rồi chú. Vậy làm thôi dĩ. Ôi, ba có sao không? Thôi, con không cần cái gậy đó nữa. Ba cầm lấy tay con. Ba không sao. Nào, chúng ta làm tiếp thôi con. Ba đặt tải xuống đây đi ba. Ba ơi, hôm nay ba vác được nhiều tải phết đó. Các chú ở bãi nói, bữa đầu mà ba còn vác được hơn khối người đó ba. Mà ba có mệt không ba? Có con gái của ba bên cạnh, ba không mệt. Chỉ thương con gái của ba thôi. Đôi mắt của ba à. Trồng thêm hy vọng. Mình à, chỉ còn vài tháng nữa là sinh rồi. Lần này chẳng biết là con trai hay là con gái nữa đây. Con trai thì sao, còn con gái thì sao? Mình là dân thường thì không sao. Đường đường là trưởng làng, nhất định phải có con trai kế nghiệp. Con gì cũng là do tôi đứt ruột sinh ra, là máu mủ của chúng ta. Tại sao cứ phải vì cái tục lệ lạc hậu đó mà... Thôi đi, tôi đã cấm mình không được phép bàn đến truyền thống của làng rồi mà. Nhất định phải sinh được con trai. Lucas đâu nhỉ? Sao hôm nay ông ấy không đến? Con bé Út là Lucas bệnh nặng nên cậu ấy xin cáo một bữa. Đừng nói với ai nha, kéo lại... Lucas! Lucas! Hai người đến đây làm gì? Nghe nói con bé Mary bị ốm nặng. Sao rồi? Con bé đã bỏ tôi đi rồi. Từ lúc nào? Sao anh không nói gì với mọi người? Thế giờ sao vẫn im lặng thế này? Không lo hậu sự đi. Shh, cẩn thận, đừng lớn tiếng. Nếu trưởng làng biết, tôi sẽ phải chôn cất con bé tận cánh đồng hoang cô đơn lạnh lẽo đó. Tôi không thể làm như thế được. Nhưng anh giấu mãi được không? Mà không đưa con bé đến đó, thì anh định chôn cất con bé chỗ nào? Đây, chính chỗ này. Mary bé bỗng đang say ngủ. Nếu còn sống, hẳn con bé sẽ trở thành một cô gái rất xinh đẹp và nhân hậu. Nên tôi đã trồng một bông hoa giai nhân ở đây, tượng trưng cho Mary. Và nó, tôi lại chẳng thể làm gì để cứu nó cả. Ngay cả đặt một chiếc biển tên lên mộ nó cũng không. Tôi thật vô dụng mà. Không, anh đã làm rất tốt Lucas. Chúng ta không thể phá luật của làng, càng không thể để Mary rời xa được. Con gái chúng ta có lỗi gì đâu mà không được đến trường, không được đi làm, và đến chết vẫn bị xa lánh ở cánh đồng hoang chứ. Xưa nay vẫn vậy mà, chúng ta chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Không được, nếu ai cũng cam chịu thì vợ chúng ta, con gái, cháu gái chúng ta sau này sẽ bị ghẻ lạnh đến chết mất. Lucas nói cũng có lý, nhưng một mình chúng ta thì... Phải rồi, chúng ta sẽ trồng hoa để chào mừng các bé gái chào đời. Ta trồng hoa để phản đối giới tính ở làng này. Lúc đó chỗ nào cũng có hoa giai nhân, trưởng làng thì sẽ không thể biết được khóm hoa này tượng trưng cho Mary, và sẽ không ai có thể chia cắt cha con ta. Mỗi bông hoa là một hy vọng xóa đi hủ tục trọng nam khinh nữ lâu đời trong làng. Đây Lucas, dạo này đâu đâu cũng thấy loại hoa này. Tôi thấy loại hoa này ngoài cánh đồng hoang nhiều lắm, lại rất đẹp nên mang về làng trồng. Lũ trẻ sẽ rất thích thú, đặc biệt mấy đứa con gái. Còn quan tâm đến mấy đứa con gái nữa cơ à? Cẩn thận đó, đừng làm gì vượt mặt tôi. Thưa trưởng làng, bà nhà sinh rồi ạ. Sinh rồi ư? Mình về rồi à? Xem con này, đáng yêu lắm. Là con gái ư? Mang nó đi ngay khi tin tức còn chưa đồn ra ngoài. Bà đứa là quá đủ rồi. Mình mà mang con bé đi, tôi chết cho mình xem. Đằng nào thì cái làng này cũng có coi phụ nữ ra gì đâu. Trưởng làng, chúc mừng trưởng làng và phu nhân đã hạ sinh thêm một cô công chúa. Ai nói vợ tôi sinh con gái hả? Về đi, tất cả về ngay. Đừng tung tin bậy bạ. Cảm ơn mọi người đã đến chúc mừng. Là một công chúa rất xinh xắn. Bà là trưởng làng truyền đời,
tôi nhất định sẽ sinh được cậu con trai nói dối. Bà ấy là người mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày. Phải sinh ra những thiên thần nhỏ. Nhìn cô bé xem, đáng yêu như một thiên thần vậy. Ngài không thấy vậy sao? Sao ngài có thể làm ngơ và nói những lời lạnh lùng đến vậy? Ngài là người hiểu biết, ngài cũng thấy mà, phải không? Chúng cũng là con cái chúng ta, đều cần được nâng niu chăm sóc, quan tâm. Nhân đây, tôi cũng xin thú thực. Mà gì bé bỏng nó qua đời rồi. Cậu nói sao? Sao không ai nói với tôi? Từ bao giờ? Bị làm sao mà lại... Một cơn bạo bệnh ập đến, và tôi chẳng thể làm gì để cứu sống được con bé. Tôi đã phá lệ làng, chôn cất cô con gái xấu số Marie của mình trong vườn nhà cùng khóm hoa giai nhân mà nó vẫn luôn yêu thích. Tôi xin chịu tội, chỉ xin ngài đừng mang nó đến cánh đồng hoang. Tôi phản đối phân biệt giới tính. Đúng, phản đối. Phản đối. Xin lỗi mọi người, là trưởng làng mà tôi thật vô dụng, khiến mọi người ấm ức và thiệt thôi. Bé con, chào cha đi con. Con gái, con gái của ta, cha sai rồi, xin lỗi con. Con sẽ không đi đâu hết, vì con là con chúng ta. Và từ đó, tục lệ cũ đã được xóa bỏ. Ngôi làng nhỏ bắt đầu khởi sắc, và những người phụ nữ được sống là chính mình, được trân trọng và nâng niu như những đóa gia nhân. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!